Xin chào tất cả các anh chị và các bạn, tôi là Thu Hà, hiện đang là chuyên viên tư vấn dinh dưỡng tại HH Nutrition. Trên tay tôi thì đang là dòng sữa dinh dưỡng cho người bệnh thận có lọc máu Navier Natural 2 từ thương hiệu Ovalife. Mỗi hộp sữa thì chứa 375 kcal, 18,7 gram đạm và 11 gram chất béo, 50 gram carbon hydrate. Sản phẩm thì cung cấp một chế độ ăn giàu đạm, cao năng lượng và lượng chất điện giải phù hợp với người bệnh thận, cung cấp đầy đủ những dưỡng chất thiết yếu cho người có nhu cầu năng lượng và đạm cao, giúp bù lại cái lượng protein mất đi trong cái quá trình lọc thận. Với thành phần chất béo là MUFA và PUFA thì hỗ trợ giảm cholesterol và giảm nguy cơ phát triển bệnh tim mạch. Bên cạnh đó thì sản phẩm còn chứa tới 26 loại vitamin và các loại khoáng chất giúp tăng cường đề kháng và miễn dịch, cùng với hàm lượng chất xơ là FOS giúp người bệnh tiêu hóa tốt hơn và tránh táo bón, hỗ trợ giảm đường huyết, giảm cholesterol trong máu. Sản phẩm thì không chứa cholesterol và lactose, hạn chế cái tình trạng tiêu chảy và tránh tình trạng sơ hóa cầu thận cho người bệnh. Đặc biệt là đây là dòng sữa chứa ít chất điện giải như natri, kali và phốt pho, rất là phù hợp với cái người bệnh thận. Sản phẩm thì thích hợp cho người lớn và trẻ em từ 4 tuổi. Liều lượng sử dụng thì cần có sự tư vấn của chuyên gia dinh dưỡng. Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ phòng, ở nơi khô ráo thoáng mát và tránh ánh sáng từ mặt trời. Sản phẩm sau khi mở hộp thì nên dùng hết trong vòng 18 giờ và nếu chưa thể sử dụng hết thì nên bảo quản ở trong tủ lạnh và phải dùng hết trong vòng 24 giờ.